Tóc em kiểu tạo kiểu nhiều quá nó bị sơ anh. Nên em tới em phục hồi keratin em hay làm á. Phục hồi keratin hả? Dạ. Ok anh làm cho em nha. Dạ ok anh. Cũng đẹp trai đó. Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim hay những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu anh đã nhắm đôi. Ai ai ai. Một lấy tính tiền gấp đôi nha. Nhưng em sẽ chẳng thể thấy anh khi qua ngày mai. Bởi vì riêng mình đây. Đẹp không anh? Đẹp, em gì cũng đẹp hết á. Ấy, bớt liếc người ta đi nè. Có đâu. Thôi đi về thôi. Tính tiền. Tốc độ đi. Anh, em để quên đồ đợi em xíu nha. Tiền của chị đâu? Ok.